dù xuất hiện đều đặn mỗi ngày trên bầu trời và là một trong những thứ quan trọng nhất đối với sự sống trên trái đất, nhưng chúng ta vẫn biết rất ít về ngôi sao này. Mặt trời có sức nóng khủng khiếp, nhưng nếu nghĩ rằng càng gần mặt trời thì sẽ càng nóng, thì bạn đang sai lầm bởi khoa học đã chứng minh điều ngược lại. Với chiếc lò sưởi, bạn sẽ cảm thấy nóng hơn mỗi khi đến gần chúng. Thế nhưng, với mặt trời, điều ngược lại đã được các nhà khoa học chứng minh. Điều này cho thấy, vũ trụ không phải lúc nào cũng tuân theo quy luật thông thường. Cụ thể, tầng quang quyển hay bề mặt của mặt trời ghi nhận mức nhiệt từ 3.700 đến 6.200 độ C. Trong khi đó, càng đi xa khỏi bề mặt, bầu không khí càng trở nên nóng hơn. Tại vành nhật hoa, lớp khí quyển ngoài cùng cách bề mặt khoảng 2.100 km, nhiệt độ tăng vọt lên mức đáng kinh ngạc, lên tới hơn 500.000 độ C. Ngoài mặt trời, một số ngôi sao khác cũng đã thể hiện kiểu hình chênh lệch nhiệt độ kỳ lạ này, khiến các nhà khoa học đã phải vật lộn để tìm ra câu trả lời trong suốt một thời gian dài. Vào năm 2013, các nhà nghiên cứu ở Anh đưa ra một giả thuyết cho rằng các sóng từ động lực học phân phối năng lượng từ bên dưới quang quyển trực tiếp lên đến vành nhiệt hoa, gần giống như một chuyến tàu tốc hành không có điểm dừng. Để làm được điều này, họ sử dụng những tiến bộ trong công nghệ hình ảnh để kiểm tra sắc quyển và các lớp giữa quang quyển nhằm kiểm tra bản chất của các sóng từ động lực học. Tính toán của họ đã xác thực rằng các sóng có thể chịu trách nhiệm vận chuyển năng lượng đến vành nhiệt hoa và làm nóng lớp đó. Theo Richard Morton, nhà khoa học của Northumbria, Đại học Vương quốc Anh, giải thích khi công bố khám phá: quan sát của chúng tôi cho phép ước tính năng lượng được vận chuyển bởi sóng từ trường đáp ứng được yêu cầu cho sự gia tăng nhiệt độ không giải thích được tại vành nhiệt hoa. Chúng ta đều biết rằng mặt trời đóng một vai trò rất quan trọng. Nó là một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ, tỏa ánh sáng và năng lượng đi khắp nơi trong hệ mặt trời, đến các hành tinh, vệ tinh, sao chổi và thiên thạch. Nhờ ánh sáng và năng lượng từ ngôi sao này mà sự sống ở trái đất của chúng ta phát triển rực rỡ. Là một trong 100 tỷ ngôi sao thuộc ngân hà, đây có lẽ là ngôi sao vô cùng đặc biệt khi sở hữu cho mình một hành tinh có sự sống. Và tiếp sau đây sẽ là những sự thật rất thú vị về mặt trời có thể bạn chưa biết. Mặt trời là một ngôi sao lùn vàng rất to lớn. Mặc dù bán kính của nó chỉ vào khoảng 695.508 km, nhỏ hơn rất nhiều so với hầu hết các ngôi sao khác, nhưng khi so sánh với trái đất, nó thật sự rất vĩ đại. Ngôi sao này chiếm đến 99,8% khối lượng của toàn bộ hệ mặt trời. Trọng lượng của nó nặng đến 1.989.100 tỷ kg, tức nặng hơn trái đất đến 332.946 lần. Nếu có thể, chúng ta sẽ đặt vừa 1 triệu trái đất vào bên trong mặt trời. Hay xét theo diện tích bề mặt, nó sẽ vào khoảng 2.347 tỷ dặm vuông. Mặt trời nằm cách chúng ta khoảng 149.600.000 km, nghĩa là nếu bạn lái xe liên tục không ngừng nghỉ với tốc độ 100 km/h, bạn sẽ đến được ngôi sao này trong vòng 177 năm. Hay một máy bay thương mại với tốc độ 885 km/h cũng sẽ mất đến 19 năm cho quãng đường này. Khi nói đến các khoảng cách trong hệ mặt trời, các nhà thiên văn sử dụng đơn vị thiên văn Astronomical Unit, viết tắt AU, để đo đạc. Mỗi AU ứng với khoảng cách từ trái đất đến mặt trời, hay có thể nói khoảng cách từ mặt trời đến trái đất là một AU. Tuy vậy, khi xét trong không gian, nó thật sự rất gần. Vũ trụ là một nơi rộng lớn, thật sự rất lớn. Ngôi sao gần trái đất nhất nếu không tính mặt trời là một trong ba ngôi sao thuộc hệ sao Alpha Centauri, là ngôi sao Proxima Centauri, cách chúng ta 4,22 năm ánh sáng. Và một năm ánh sáng tương đương với 9.460.528.400.000 km. Mặt trời nằm trong một cánh tay xoắn ốc của ngân hà, được gọi là nhánh Orion. Nhánh Orion là một nhánh của cánh tay Sagittarius. Từ vị trí này, mặt trời cùng các hành tinh, vệ tinh, sao chổi, vật thể khác trong hệ của nó sẽ chuyển động quanh tâm ngân hà. Mặt trời và những vật thể trong hệ hành tinh của nó di chuyển với tốc độ rất nhanh vào khoảng 720.000 km/h. Chúng cùng với các hệ hành tinh khác di chuyển tiến vào tâm của ngân hà, nhưng dù với tốc độ nhanh như thế, cũng phải mất đến 230 triệu năm nữa, chúng mới hoàn thành một vòng quay quanh tâm ngân hà. Chúng ta rõ ràng nhận thấy, mặt trời là một thứ rất sáng, nhưng bạn có biết nó sáng đến mức nào không? Đây là vật thể sáng nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được trong tự nhiên, với độ sáng biểu kiến là âm 26,74.
độ sáng biểu kiến này lớn gấp 13 tỷ lần so với ngôi sao Sirius, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, với độ sáng biểu kiến là -1.46. Dĩ nhiên mặt trời là một ngôi sao rất nóng, nhưng nó nóng đến rừng nào? NASA cho biết lõi của mặt trời có thể đạt đến 15 triệu độ C để duy trì những phản ứng nhiệt hạch diễn ra ở đây. Bề mặt của mặt trời cũng chạm ngưỡng 5.500 độ C, nóng đủ để kim cương sôi lên. Và cũng như nhiều ngôi sao khác, mặt trời được cấu tạo chủ yếu từ hydro, tiếp theo là heli, phần còn lại là oxy, carbon, neon, nitơ, magie, sắt và silic. Theo tỷ lệ, cứ 1 triệu nguyên tử hydro sẽ có 98.000 nguyên tử heli, 850 nguyên tử oxy, 360 nguyên tử carbon, 120 nguyên tử neon, 110 nguyên tử nitơ, 40 nguyên tử magie, 35 nguyên tử sắt và 35 nguyên tử silic. Trên thực tế, khí heli nhẹ hơn khí hydro, nên khi hạt hydro tổng hợp lại thành hạt heli trong lõi mặt trời, khối lượng của nó sẽ giảm đi một ít. Mặt trời có từ trường rất mạnh, đó là lý do tại sao xảy ra hiện tượng bão từ. Trong khoảng thời gian hiện tượng bão từ xảy ra, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy bão từ trên mặt trời thông qua hình ảnh. Chúng là những nốt màu đen nhỏ, hay còn gọi là sunspots, vết đen mặt trời. Trong cơn bão từ, các đường sức từ sẽ xoắn và quay mạnh tương tự như lốc xoáy trên trái đất vậy. Đôi khi mặt trời tạo ra một thứ gì đó được gọi là gió mặt trời. Đó là những luồng hạt tích điện như proton và electron được đẩy ra và thổi khắp hệ mặt trời với tốc độ khoảng 450 km/giây. Các cơn gió mặt trời này được tạo ra khi các hạt proton và electron tích đủ điện và động lực để có thể thoát khỏi trung tâm mặt trời, vượt ra khỏi sức hút khổng lồ của nó. Vào độ tuổi 4,6 tỷ năm tuổi, mặt trời đang ở tuổi trung niên so với cuộc đời của nó. Độ tuổi này nếu so với những ngôi sao khác thì còn khá trẻ. Là một phần của những ngôi sao thuộc thế hệ 1, đây là nhóm các ngôi sao tương đối trẻ. Các nhà khoa học cho rằng mặt trời sẽ còn tồn tại một khoảng thời gian lâu nữa, cho đến khoảng 6,5 tỷ năm tuổi, nó sẽ bước vào giai đoạn bị hủy diệt. Một khi mặt trời đốt cháy hết lượng hydro có sẵn, nó sẽ bắt đầu đốt đến heli. Khoảng thời gian này sẽ kéo dài trong 130 triệu năm hoặc lâu hơn. Vào lúc này, nó sẽ trương phình ra và nuốt chửng những hành tinh xung quanh vào bên trong lòng nó như sao Thủy, sao Kim và cả trái đất. Mặt trời lúc đó sẽ thành một sao đỏ khổng lồ. Sau khi đốt sạch lượng heli có sẵn và nuốt chửng ba hành tinh nằm gần nhất, nó sẽ tự sụp đổ vào bên trong. Khối lượng của nó sẽ vẫn giữ nguyên, nhưng nó bị nén xuống với kích thước rất nhỏ, chỉ tương đương với kích cỡ trái đất. Khi điều đó xảy ra, mặt trời sẽ là một sao lùn trắng và nó sẽ mất hàng tỷ năm tiếp theo để nguội dần đi và tiếp tục tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm của những hành tinh vẫn còn tồn tại trong hàng chục tỷ năm tiếp theo, cho tới khi nó vụt tắt trở thành một sao lùn đen,